Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam, sáng nay Bắc Bộ vẫn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa. Trong đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ là vùng chịu tác động mạnh mẽ hơn của rãnh thấp này. Vì thế, trong ngày hôm nay ở đây sẽ có mưa nắng đan xen. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này cũng sẽ không quá cao, trời oi bức với mức nhiệt từ 27 đến 29 độ. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hôm nay vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo cả ngày. Nhiệt độ trưa chiều sẽ dao động từ 31 cho đến 33 độ. Ở miền Trung, trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa và đầu giờ chiều, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế hầu như không có mưa và trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Sau 14 giờ chiều, có thể xuất hiện những ổ mây đối lưu gây mưa rào và dông trong một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Còn khu vực từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, trời tạnh giáo có nắng mạnh cả ngày và nhiệt độ cao 31 đến 33 độ và có nơi cao hơn. Còn ở phía Nam, dự báo trong chiều tối nay ở Nam Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa, tập trung chính ở khu vực các tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ. Dù lượng nhỏ, nhưng những cơn mưa chuyển mùa này thường tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc và gió giật nguy hiểm, nên người dân trên khu vực cũng cần hết sức lưu ý. Mưa dông xuất hiện vào chiều và tối, nhưng nó cũng khiến cho nền nhiệt ban ngày ở Nam Bộ không quá cao, phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Trong khi ở khu vực Tây Nguyên, ít có khả năng có mưa, trời nắng ráo, nhưng nhiệt độ vẫn chỉ ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa đều có gió nhẹ, sóng thấp. Đáng lưu ý là khu vực phía nam của Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa vẫn có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa vì thế giảm xuống từ 4 đến 10 km, cùng với đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.